là Tấu Hán và Lê Cung ý tưởng kịch bản và Mai Thị Trang. Ở đây chúng ta không biểu diễn ngoài những diễn viên nghiệp, ngoài 30 diễn viên chuyên nghiệp lại gần 100 diễn viên trong ban là cộng đồng Việt, những bà con người Việt đang sống làm việc tại Singapore. Tao mang bà thú về rồi. Hôm nay là mùng 8. Chung tạo nên những cái bào đề cho toàn thế giới và cho tất cả mọi người. Vừa qua cái chuyến tham gia lần này thì bạn bè thế giới cũng không hiểu thêm biết thêm về Việt Nam của chúng ta. Mà bạn theo có nhão, giao bé bé quậy như vậy. Bà mập đẹp trai chưa? Dạ. Vụ gì? À, chúc nè, chúc nè, ôi chúc nè, chúc nè, chúc nè, chúc nè. Ai kêu ai? Gì ngoại? Mày kêu gì? Mày kêu gì ngoại? Đâu, 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 đi, 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 đi. Đâu, 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 đâu. Lấy một nó đây. Đâu. Đây là bạn lùng, đây là bạn chân thúi. Gì vậy? Ờ, bạn lùng đá tôi hoài, bạn lùng. Bạn lùng ơi, bạn lùng. Đâu đâu Nhung đâu? Ngày mai bơi về rồi đó. Bây giờ không quay là mai không có cơ hội để quay đâu đó, thấy không? Rồi cho nó tạm biệt bơ không? Đâu cho nó tạm biệt bơ mai coi. Tạm biệt bơ. Khi nào gặp lại. Ngày mai tạm biệt bơ rồi sao con? Sao con? Sao? Mai bơ về đó. Chị Trinh, chị giúp ẩm đi. Chị giúp ẩm con đi. Rồi, còn Nhung đen nữa, Nhung đen. Hello, hello, hello. Chào chị Long. Hello, hello. Chào con. Nè, coi. Hello, hello, chú Trung đẹp trai. À. Trời ơi mẹ ơi. Chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi. Đâu, tạm biệt bơ nè, mai em bơ về Sài Gòn, ối về. Chào con. Ai tạm biệt, ai tạm biệt, chị Long tạm biệt em bơ, bye bye. Mốt gặp lại. Mẹ ơi. Chào con. Trên ẩm em. Trên ẩm em Trinh ơi. Đây đây bà ẩm. À ba nha, các bạn bơi giống nhẽo rồi kìa. Đi kiếm ba. Bơi giống nhẽo rồi kìa. Không cho chú Trung quay là ngày mai không có được quay đâu đó. Con kêu chú Trung quay mà. À. Thôi tạm biệt nha.